Chào mọi người nhé, hôm nay em lại nọc được ít máy để bán cho mọi người. Thì giá máy ở đây em bán là giá máy chưa bao gồm phụ kiện nhé. Thì mọi người lấy thêm phụ kiện thì thêm 100.000 giúp em. Thì đây là bộ sạc zin chính hãng của Samsung. Củ em bán là 150.000 này. Sạc cáp, dây cáp này là bán là 100.000. Thì combo bộ này là 250.000. Đấy, nếu mà mọi người lấy theo máy thì bọn em sẽ bán giá hỗ trợ là chỉ có 100.000 thôi nhé. Đấy, còn miếng dán cường lực và ốp lưng ấy, thì bên em sẽ tặng miễn phí cho mọi người. Đấy, ốp lưng thì mọi người cứ gửi hình ảnh qua thì bọn em sẽ in tặng miễn phí cho mọi người. Thì đây là những ốp lưng kính này, còn đây là ốp da này. Đấy, thì mọi người lấy ốp thì cứ gửi ảnh qua thì bên em sẽ in ốp tặng miễn phí cho mọi người nhé. Những cái máy, một số máy không còn ốp thì bọn em chỉ tặng được miếng dán thôi, còn những máy nào còn ốp thì em sẽ tặng ốp nhé. Đây là con máy Vsmart P3 này, em bán cho mọi người là 750.000 nhé. Còn con này là Samsung S7 này, Titan này, bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Màu Gold bán cho mọi người là 1 triệu 7 này. Con này màu Titan, S7 Titan 1 triệu 8 này. Con này A50 là 2 triệu 9 này. A6 Plus 2 triệu này. Note 9 3 triệu 7 này. Note 9 4 triệu rưỡi này. Note 9 6 triệu 7 này. A9 20 hay còn gọi là A9 2018 là 3 triệu 4 này. A71 6 triệu 2 này. Note 8 4 triệu 3 này. Note 8 3 triệu 9 này. Note 8 2 triệu 4 này. A51 4 triệu rưỡi này. A51 màu đen 4 triệu rưỡi này. Zelo 3 5 triệu này. A720 1 triệu 8 này. Còn con này là Oppo Zelo 2 nhé, 6 triệu nhé. Máy mới full book luôn nhé. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem chi tiết từng máy một nhé. Đây là con Vsmart P3 này, con này máy mới. Đây cho mọi người xem thôi, đẹp luôn, con này mới đẹp không tì vết luôn nhé, rất là đẹp luôn nhé. Đây, đây là cái cạnh vỏ thôi. Đây, cạnh vỏ chưa vào hết thôi. Đấy, rất là đẹp, đẹp không tì vết luôn nhé. Bởi vì con này còn bảo hành chính hãng rất là dài. Đây, Vsmart họ có một cái app rất là hay này, app này kiểm tra bảo hành của máy luôn này. Đấy, mọi người vào cái Vsmart này. Đấy, nó sẽ ra thông tin email của máy và bảo hành của máy luôn. Đây, vào chỗ phần điện thoại này. Đấy, thì nó sẽ ra luôn thông tin này. Đấy, số email của máy này. Đấy, ngày kích hoạt là 21 tháng 8 2020 này, ngày hết hạn bảo hành là 21 tháng 2 2022. Đấy, con này được bảo hành 18 tháng của Vsmart nhé. Đấy, nó vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Con này em không biết giá mới thị trường hiện tại bây giờ là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là phải hơn triệu rồi. Thì em bán cho mọi người giá là 750 nhé. Vẫn còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Con này màn hình rất là rộng. Đây, em sẽ tắt nguồn đi, tháo pin ra cho mọi người xem về cái cấu hình bên trong của nó. Mới lại bởi vì con này nắp lưng của nó, nắp lưng rời, không phải máy nghiền khối nhé. Nắp lưng rời này. Đấy, pin của nó là 3000 mAh nhé. Đấy, hỗ trợ 2 sim này, một sim 2 sim thẻ nhớ đây. Đây, màn hình của nó 6 inch này, HD cộng này. Chip MediaTek 6739 này, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB này, cam trước 5, cam 8, 6 này. Đấy, pin 3000 nhé. Đấy, nói chung là 750 quá là ok. Mọi người dùng làm máy phụ hay là gì, giếc các thứ gì đều ok. Nói chung là mà nó còn bảo hành chính hãng dài, máy của Việt Nam mình bảo hành chỗ nào cũng được cả. Tất cả các cái pin mắt cộng ấy, mọi người mang máy này đến bảo hành đều ok nhé. Họ đều nhận bảo hành cho mọi người. Con này bán cho mọi người là 750.000 nhé, Vsmart nhé. Còn con này là S7 này, màu Titan, bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Con này máy bản Hàn một sim nhé, con này kính lưng đã thay rồi này. Đấy, nên là nó không còn thông số của nhà sản xuất ở đây, nó chỉ có chữ Samsung trên này. Viền con này thì khá là ok nhé. Đấy. Đấy, sức sức nhẹ thôi.
Sức móp rất là nhẹ, không không bị cần móp nhiều. Nói chung là máy S7 mà tầm này thì cũng khá là ok rồi, chấp nhận được, không phải đến mức tồi tệ lắm. Màn hình thì kính đẹp nhé, vân tay thì hơi chóc sơn một tí nhưng vẫn cảm biến vân tay các thứ bình thường, không có vấn đề gì. Màn thì hơi ám nhẹ một chút nhé, ám rất là nhẹ luôn. Đây này, màn hơi ám nhẹ một chút. Thì con này bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Con này RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đây cho mọi người xem bộ nhớ trong của nó này. Đây này, 32GB này. Đây. Con này ngoài cái viền cấn móp nhẹ và kính nước đã thay ra rồi thì cũng không phải chê cái gì cả. Nhưng mà kính nước này thay thì cũng khá là ok nhé. Nên nó rất là khít đẹp luôn. Đấy, không bị vênh hở gì nhé. Đấy, kính nước thay này cũng là kính nước thay ok nhé. Còn mên miếc với màn hình thì em cam kết mọi người là zin 100% nhé. Đấy. Còn con này máy màu gold này, đây, kính lưng zin nhé, nên là thông số nhà sản xuất này, đấy, logo nhà sản xuất này. Đấy, con này chủ cũ còn gắn lên đây một cái logo của Hyundai này, đấy, nếu mà ai làm về ô tô hay lái xe thì rất là chất luôn, dùng máy phụ quá chất luôn, logo vàng của Hyundai luôn, đấy, màu vàng này của Hyundai rất là đẹp luôn. Con này viền ok nhé, viền ok hơn con kia rất là nhiều. Đấy, đẹp luôn, không xước hay cấn móp gì cả, rất là đẹp. Con này cũng máy bản Hàn một sim nhé, bán cho một người là 1 triệu 7 này. Đấy. Con này kính lưng nó hơi rộp sơn một tí ở chỗ mép nhé. Đây này. Đấy, hơi rộp sơn một tí. Nói chung cái sơn mạ của S7 này, S7e Note 5 ấy, thì nó sơn mạ hay là S6 ấy, thì nó sẽ hơi mạ sơn nó hơi kém một chút nên là thỉnh thoảng có những con nó bị rộp sơn nhé. Nhưng con này bị rộp rất ép ít, nó bị rộp ở chỗ mép cong thôi, không nói chung là không không có vấn đề gì nhiều. Đấy. Còn viền ok nhé, con này màn ám thì siêu nhẹ luôn, để ý kỹ thì mới thấy được, rất là nhẹ, nhẹ hơn con kia rất là nhiều luôn, siêu nhẹ, để ý mới kỹ mới thấy, còn nếu mọi người không để ý sẽ không thấy được vết ám ấy đâu nữa. Con này bán cho mọi người là 1 triệu 7 nhé, cũng là máy bản Hàn một sim nhé. Con này là con S7 Titan. Nói chung là S7 thì ba con ở đây đều cấu hình như nhau, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32 hết mọi người nhé. Thì con này đẹp, lưng zin này, không rộp sơn rộp trước gì, bán cho mọi người là 1 triệu 8 nhé, cũng là máy bản Hàn này. Con này màn hình thì đẹp, không có một chút gì là ám ố nhé. Đấy, 1 triệu 8 không có một chút gì ám ố. Nhưng viền con này thì không được đẹp bằng con triệu 7 kia, nó cũng hơi xước một chút. Đấy. Sức nhẹ thôi nhé, chứ không sức kiểu cấn móp thậm tệ. Đấy. Phần dưới này thôi, đây mỗi chỗ góc này thôi. Đấy. Nó sức lăm tăm lên đầu kim thôi. Còn đâu phần trên này đẹp nhé. Đấy. Phần trên đẹp nhé. Bán cho mọi người là 1 triệu 8 nhé. Đấy. S7 Titan này. Con này con A50 bản Việt màu đen, lưng ánh 7 màu. Đấy. Con này bản Việt 2 sim nhé, bán cho mọi người là 2 triệu 9 này. Đấy. Lưng rất là đẹp luôn, ảnh cực kỳ đẹp, viền ok nhé. Viền con này cũng không bị cấn móp gì đâu nhé. Đấy, nó chỉ hơi ố ố thôi, màu sơn một chút thôi. Thực ra máy cũ thì không thể tránh được những cái vết ố ố sơn này. Đấy, viền thì không cấn móp gì nhé. Màn thì hiển thị đẹp, trong, không có một chút gọi gì là ám ố nhé. Rất là trong luôn. Con này để em cho mọi người xem về cấu hình. Con này RAM của nó là RAM 4GB nhé, bộ nhớ trong là 64 nhé. Đấy, quá ok luôn. Màn thiết kế hình giọt nước rất là đẹp. A50 nhé, 2 triệu 9 này. Còn con này là con A6 Plus này. Con này là bản Hàn một sim nhé. Đây là logo nhà mạng Hàn này, bán cho mọi người là 2 triệu này. Con này thì vỏ đẹp nhé. Đây, vỏ đẹp xuất sắc luôn, không có cấn móp hay là xước sát gì con này nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Màn hiển thị đẹp. Đấy. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 nhé. Đấy. Màn hiển thị đẹp, không có ám ố gì. Đây RAM 3 bộ nhớ đây, 32GB nhé. Bán cho mọi người là 2 triệu nhé. Còn con này là con Note 9 này. Bản Việt 2 SIM này, bán cho mọi người là 3 triệu 7 nhé. Con này bản Việt 2 SIM nhưng mà kính nước này kính nước Hàn nhé, bởi vì kính nước Hàn nên là nó chỉ có
thông tin chỉ một dòng như này thôi nhé. Nhưng mà kính lưng zin của bản Hàn, còn bản kính lưng zin bản Việt ấy thì nó sẽ như này nhé. Đấy, thông tin nó sẽ như này bạn nhé. Thì cái con này là máy bản Việt thay kính lưng bản Hàn này. Viền thì khá là xấu nhé. Đây, cho mọi người xem cái viền trên này thì còn chấp nhận được này. Viền dưới này thì thực ra cái vết này là vết chóc sơn chứ không phải vết cấn mót nhé. Đấy, vết chóc sơn nhé. Đấy, viền khá là cũng nói chung là con này viền dùng ốp vào thì ok. Đấy, mọi người dùng ốp vào thì ok. Màn thì đốm nhé. Con này màn đốm như này. Đây, nó có một vết đốm ở đây này. Rồi một vết đốm nhỏ ở góc bên này. Đấy, một vết đốm nhỏ ở góc bên này. Đấy, thì con này là RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 128 GB nhé. Đấy, máy bản Việt 2 SIM, bán cho mọi người là 3 triệu 7 nhé, Note 9 nhé. Thực ra nhiều người hỏi em là cái màn đốm ấy nó có loang hay không, thì em khẳng định với mọi người là cái những dòng màn hình OLED thì màn đốm nó sẽ không loang nhé, trừ những màn hình AMOLED giống như màn hình của A6 Plus này, A50 này, S7 này. Nếu mà đốm thì em khẳng định với mọi người chắc chắn sẽ loang. Đây, em cho mọi người xem cái màn hình AMOLED. Đây là màn hình AMOLED nhé. Đây là màn hình AMOLED này. Đấy, thì khi nó bị bung vách này nó sẽ loang này. Thì đấy, nó sẽ bung hết ra như thế này thì nó sẽ bị loang hết cả màn hình luôn. Còn cái màn hình đây cũng là màn hình AMOLED này, màn hình của A750 này. Đấy. Còn những dòng màn hình OLED ấy, đây là màn hình cong. Đấy, màn hình OLED là màn hình cong của Samsung này. Đây là màn hình S8 này, còn kính này. Còn đây là màn hình S8 Plus này. Em đã tháo kính ra. Thì cái màn hình này ấy, nó rất là dẻo. Đấy. Không bao giờ nó bị vỡ được. Nó không có hiện tượng vỡ mà nó chỉ đốm hoặc sọc thôi. Đấy, nó rất là dẻo luôn nhé. Đây, nó dẻo như này. Đấy, rất là dẻo luôn. Đấy. Cái vết nó gãy đấy là chỉ là cái lá đồng đằng sau thôi. Chứ còn màn hình nó rất là dẻo luôn. Đấy. Không bao giờ ấy được. Cực kỳ là dẻo luôn. Đấy là màn hình OLED nhé. Đấy, thì nó dẻo như vậy. Thì không bao giờ cái màn hình đấy nếu mà nó loang được. Bởi vì ngoại trừ cái một điều là mình tác động lực vào vào vết đốm này. Tức là mình làm vỡ kính này. Mình tác động lực vào vết đốm này. Thì nó mới bị loang thôi nhé. Còn đâu dùng bình thường này. Em khẳng định mọi người nó sẽ không bao giờ loang được. Còn những cái dòng màn hình LCD phản quang này. Đấy, một số những máy bây giờ họ vẫn còn dùng ấy, thì cái màn hình này đây là cái công nghệ màn hình đầu tiên này, bây giờ một số máy vẫn còn dùng nhé. Thì cái công nghệ màn hình này ấy, nếu mà có xuất hiện vết đốm ấy thì mọi người chỉ cho vào cái nồi hấp khí. Đấy, tùy theo vết đốm thì ví dụ những đốm nhỏ ấy, cho vào hấp khoảng tầm 1 tiếng đến hoặc là 30 phút thôi là nó đã hết sạch vết đốm rồi nhé. Đấy, đối với những màn hình LCD phản quang như này. Còn đối với những cái màn hình OLED thì hấp nó không hết được nhưng mà dùng nó sẽ không loang nhé. Còn những màn hình mà AMOLED như dòng màn hình này thì em khẳng định mọi người đốm là loang. Đấy. Thì đấy là những ba cái công nghệ màn hình chính bây giờ. Đấy. Hoặc là những công nghệ màn hình OLED màn thẳng, ví dụ như iPhone X này, như em dùng đây cũng là đốm này. Đấy. Thì nó cũng là công nghệ OLED giống như màn cong của Samsung thôi. Nhưng mà iPhone này nó thiết kế thẳng, nó không thiết kế cong cong. Công nghệ màn hình như nhau thì đấy, cái đốm này nó không còn loang nhé. Cái máy này em dùng gần 1 năm rồi không bao giờ loang rồi đấy, trừ khi là rơi vỡ kính đấy, tác động thêm lực vào chỗ góc chỗ đốm này thì nó mới loang thêm thôi, chứ còn không thì nó chẳng loang được. Đấy là nói để mọi người, bởi vì một số người cứ hỏi em tại sao máy đốm lại rẻ thế, nó dùng nó bị loang, nhưng mà em khẳng định những dòng màn hình OLED đốm sẽ không loang nhé. Thì cái giá máy mà em bán 3 triệu 7 này thực ra thì nó ngang với giá main thôi. Thì bán để mọi người trải nghiệm thử cái công nghệ dòng màn dòng máy cao cấp của Samsung thôi. Dòng Note là dòng cao cấp của Samsung rồi. Con này thực ra nó rất là mượt mà, mọi người dùng để tạm hoặc là để chơi game các thứ thì rất là mượt mà luôn. Bởi vì cấu hình của nó nói chung là không phải bàn gì về nhiều về con này rồi. Nên là nếu mà bây giờ mọi người đi mua một cái main của Note 9 này thì rẻ nó cũng phải tầm 3 triệu. Đấy, còn bình giá bình thường của nó cũng phải 3 triệu rưỡi 4 triệu, em khẳng định luôn như vậy. Đấy, con này còn bản Việt 2 SIM thôi nhé. Mọi người cứ đi hỏi giá main thì sẽ biết được cái giá main của Note 9 như nào. Em bán chỉ ngang với giá main thôi. Còn con này là con Note 9, con này bản Hàn nhé.
kính lưng zin đấy, bản Hàn nên là có một dòng của nhà sản xuất như này thôi. Đấy, thông tin của máy nó ở dưới này, còn đây là logo của nhà sản xuất này. Con này kính lưng zin này, viền thì đẹp nhé, viền quá đẹp luôn. Con này nó là máy màu tím nhưng mà bút màu nâu, nhưng mà bút vẫn sử dụng bình thường nhé. Bút vẫn là bút của Note 9 zin đẹp luôn, vẫn là bút này nhưng mà nó khác màu thôi. Rồi con này nó mất bút nên em lấy cái bút màu nâu em bỏ vào. Đấy, còn viền thì không phải chê gì nhé, không có vết cấn móp hay xước gì nhé. Kính trước cũng vậy, nhưng mà màn con này bị ám nhé. Đây này, em cho mọi người xem cái vệt ám của nó. Đấy, mọi người nhìn thấy cái vệt ám ngang này không? Đó. Nó có một cái vệt ám ấy, đấy, ám hồng hồng ấy. Đấy là cái vệt ám. Thực ra cái vệt ám ấy, mọi người để ở cái chế độ ban đêm này, đấy, thì dùng rất là ok luôn. Đây này, đấy, cho về thì mọi người sẽ không nhìn thấy vệt ám nữa. Đấy, để nhìn ở cái giao diện màu này thì cái vệt ám nó cũng sẽ không rõ đâu nhé. Đấy, chỉ có mình đưa về nền trắng thì nó rõ thôi. Còn đấy, ví dụ nền trắng mình để chế độ ban đêm này thì nó thành đen rồi thì nó rất là đẹp luôn. Đấy. Con này máy bản Hàn đã lên 2 sim rồi nhé. Con này đã lên 2 sim rồi. Máy bản Hàn thì thường auto bản Hàn thì nó là một sim, nhưng con này đã lên 2 sim rồi nhé. À, bán cho mọi người là 4 triệu rưỡi. Đấy, con này cũng là RAM 6, bộ nhớ trong là 128 nhé. Đây, bộ nhớ trong này, 128 này. Đấy. Máy thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, chê mỗi cái là ám rồi. Nhưng ám đấy thì chấp nhận được. Còn con này Note 9 này, bản Việt 2 sim 6 triệu 7, con này kính lưng zin nhé, đẹp nhé. Đấy, máy đẹp đây, nếu mọi người thích máy đẹp không ám không ấy gì. Con này chỉ chê nó mỗi một cái là chỗ này này. Đây, nó có một cái vết móp ở đây thôi nhé, góc trên này. Đây này, em cho mọi người xem. Đó, vết móp này nhé. Đấy, nó có mỗi một vết ở chỗ góc này thôi. Thực ra còn không thì không phải chê nó cái gì cả. Đấy, chỗ các góc khác thì rất là đẹp luôn. Các góc khác thì cực kỳ là đẹp, không có một chút gì gọi là cấn móp gì nữa nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, con này màn cũng rất là đẹp. Đấy, kính màn thì keng luôn, không có một vết xước xiếc gì cả. Đấy, ngoại trừ đúng một vết vết chỗ này thôi. Đấy, mọi người để ý thì thấy những cái vết móp chỗ này. Bút viết đẹp zin. Đấy, màn thì trắng tinh, không một chút ám ố gì. Đấy, trắng tinh luôn nhé. Đấy, không một chút ám ố. RAM 6, bộ nhớ trong 128. Nói chung là Note 9 thì đa số là RAM 6 và bộ nhớ 128 hết. Đấy, con này thì không phải chê cái gì cả, ngoài vết móp này ra nhé. Đấy, ngoài vết móp này ra. Đấy, nếu mà không có vết móp này thì con này nó sẽ có giá là 7 triệu. Đấy, một vết móp ấy em trừ cho mọi người là 300 nghìn, bán cho mọi người là 6 triệu 7 nhé. Con này thì giống ngoài vết móp ra thì không chê một cái gì nhé. Máy bản Việt zin đét luôn. Màn đẹp không một chút ám ố, không đốm điếc gì nhé. Đấy, thì so với con màn đốm ấy, con màn đẹp này thì nó sẽ chênh nhau là 3 triệu. Đấy, thì 3 triệu, 3 triệu đấy thì nó cũng tương đương với một cái màn hình rồi. Thực ra màn hình bây giờ mọi người đi thay chính hãng của Note 9 này nó sẽ rơi là 3 triệu 2. Đấy, thì mọi người có thể lấy con này. Tức là màn hình mà hãng họ thay cho mình ấy, 3 triệu 2 đấy thì nó sẽ là cái màn liền khung luôn nhé. Nếu mà mọi người mang con này đi thay thì họ sẽ thay cho mình là cái màn liền khung, thì cái viền xấu này nó thành viền đẹp luôn. 3 triệu 2 nữa thì cộng vào con này nữa là nó thành là 6 triệu 9, thì nó vẫn là thành máy đẹp luôn. Thì nó ngoại trừ mỗi cái lưng này ra thôi, trừ mỗi cái lưng này ra thôi, còn đâu là cái khung viền này nó thay hãng họ sẽ thay cho mình là cái màn liền khung luôn, thì là thành máy đẹp luôn. Còn main em đảm bảo cam kết mọi người con main con này zin nét luôn nhé, nếu mà sửa chữa rồi em tặng mọi người luôn, không bán luôn. Còn máy màn đốm ấy thì mọi người thêm vào, ví dụ như bây giờ hãng đang thay là 3 triệu 2 màn liền khung. Đấy, mọi người cứ lên hãng Samsung hỏi xem, trung tâm bảo hành Samsung ở Việt Nam mình rất là nhiều luôn, bởi vì nhà máy sản xuất Samsung Việt Nam mình nhiều mà. Nên là trung tâm bảo hành Samsung rất là nhiều luôn. Nên mọi người cứ lên hãng hỏi xem màn chính hãng Samsung liền khung của Note 9 ấy là 3 triệu 2. 3 triệu 2 thì mọi người cộng thêm với giá con máy này là 3 triệu 7 đi. 3 triệu 7 là thành vào 6 triệu 9. 6 triệu 9 mà mọi người có máy Note 9 đẹp keng dùng thì quá ok rồi. Ngoại trừ mỗi cái kính lưng ra thôi, chứ còn
Nếu mà thay màn hình khung nó thành đẹp keng rồi. Cũng không phải là đắt, em bán nên là em bán ngang giá main thôi. Còn mọi người cứ để màn đốm dùng thì giá 3 triệu 7 quá ok. Nếu mà máy tầm tiền em khẳng định chả con nào ăn được nốt 9 luôn. Còn con này 3 triệu 4 nhá. 3 triệu 4 A920 này, bản Việt 2 sim này, kính lưng zin này, vỏ xước nhẹ nhé. Con này vỏ này đấy, nó xước 5 tăm rất nhẹ luôn, không có bị cấn móp gì đâu nhé. Đấy, đấy, nó xước nhẹ như này nhé. Đấy, nó chỉ hơi xước nhẹ thôi, như là đầu kim nó nấm nấm tấm nó chấm đấy. Còn con này màn đẹp nhé, màn đẹp không á mố gì nhé. Đây em mở đây, A9 này đấy, màn trắng tinh luôn nên là nó hiển thị chữ nó đã trắng rồi. Đấy, con này RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128 nhé. Đấy, nếu mà xét về RAM với bộ nhớ thì nó cũng ngang với Note 9 nhưng mà nó thua về con chip nhé. Con này của nó 4 mắt cam đằng sau nhé. Đấy, con này cam này nó có cam góc rộng này, cam tele các thứ, nói chung là đủ hết tất cả các công nghệ cam ở con này. Cảm biến vân tay đằng sau này. Đấy, màn đây, màn đẹp này, không á mố gì nhé. Đây em cho mọi người xem bộ nhớ của nó luôn. Đây. Đấy, RAM 6GB này, bộ nhớ trong 128 này. Đấy, rất là ok luôn nhé. A9 nhé. A920 nhé, hay còn A9 2018 nhé. Còn con này là con A71 này. Con này hãng còn bảo hành chính hãng đến mùng 9 tháng 2 2021 này. Bán cho mọi người là 6 triệu 2 nhé, máy màu xanh nhé. Vẫn còn bảo hành chính hãng nên là con rất là đẹp luôn, không có gì phải chê gì luôn về con này. Đấy, viền siêu đẹp luôn. Không có xước hay cấn móp gì nhé. Rất là đẹp. Máy màu xanh nữa, không phải chê luôn. Đấy. Con này là con Samsung Note 8 này, 4 triệu 3. Con này máy bản Mỹ nhá, bản Mỹ một sim này, kính lưng zin này, nên bản Mỹ nên nó có chữ Galaxy Note 8 đằng sau này. Đấy, bản Mỹ thì nó sẽ chạy chip Snapdragon nên là nó rất là mượt nhá. Bản Mỹ một sim này bán cho mọi người 4 triệu 3 nhé. Viền con này khá là ok, nói chung là nó chỉ xước nhẹ thôi. Đây này, ngoại trừ một vết ở chỗ góc này ra, cũng một vết móp ở góc giống như con Note 9 kia, nhưng con này vết nó nhẹ hơn, nó lại đằng sau. Đấy, đây là đúng một vết này. Còn đâu thì rất là ok luôn nhé. Móng soi gương được luôn. Đằng trước thì đẹp này, móng soi gương luôn. Đấy, đúng một vết móp cấn nhẹ. Đấy, nếu mà so vết móp của con này với con Note 9 kia thì con này móp nhẹ hơn nhé. Đấy, con này thì màn đẹp, không một chút á mố gì nhé. Trong, trắng trong, căng đét luôn. Đấy, trắng trong, căng đét. Con này RAM 6, bộ nhớ trong là 64 nhé. Cho mọi người xem bộ nhớ trong của nó là 64 nhé. Bán cho mọi người là 4 triệu 3 nhé. Samsung Note 8 nhé. Bản Mỹ một sim này. Con này bản Việt 2 sim nhé. Bán cho mọi người là 3 triệu 9 này. Đấy. Con này kính lưng zin nhé. Đấy. Kính lưng zin bản Việt này. Nè, viền con này thì xấu nhé. Xấu hơn con kia. Đấy. Nó xước 5 tăm này. Đấy. Con này thì không thể móng soi gương được như con kia. Đấy. Đấy, xước như này nhé, đây này, như sao đêm luôn. Nói chung là máy màu đen nó xước nhìn như sao đêm. Con này chỉ xước nhẹ như này thôi chứ không không kiểu cấn móp gì nặng nhé. Đấy, như sao đêm luôn. Thì con này bán cho mọi người là 3 triệu 9 này. Con này được cái nó là bản Việt 2 sim này. Đấy, bán cho mọi người 3 triệu 9. Nó chỉ ngoại trừ cái viền nó như sao đêm như này thôi chứ còn cũng không phải chê gì con này. Màn thì cũng đẹp, không có một chút á mấu gì nhé, trắng tinh luôn. Đấy. Đấy. Trắng tinh, không á mố gì, không đốm, không á mố. Đấy. Chỉ mỗi cái viền nó như sao đêm như này thôi nhé. Đấy. Note 8 bản sao đêm bán cho người là 3 triệu 9 nhé. Dùng ốp vào ok ngay mà. Note 8 nhà em còn nhiều ốp lắm, mọi người cứ thoải mái nhé. Bảo em tặng luôn. Đấy. Con này máy bản Việt 2 sim này, bán cho mọi người 2 triệu 4, kính lưng zin này. Viền con này còn đẹp hơn con sao đêm đi nhé. Con này là gần như sao đêm luôn. Đấy, nói chung là viền đẹp hơn con kia. Đấy, đằng trước này cũng vẫn đẹp hơn, nhìn nó vẫn đây, nó có xước này nhưng mà nó vẫn còn đẹp, viền nói chung vẫn đẹp hơn con sao đêm kia. Đấy, bán cho mọi người 2 triệu 4 bản Việt này, nhưng con này đốm nhá.
Đấy, đốm ở góc. Rồi cái con này loại đốm góc nó không giống như đốm giữa con nốt chính kia, à, nó đốm góc mà. Nếu so độ đốm thì con này có đường kính thì nói chung là đường kính con này to hơn con nốt chính kia. Nhưng mà nó lại ở góc nên nó sẽ có phần đẹp hơn. Góc của mép cong này nó cũng chả nhiều gì nhiều. Đấy. Màn thì hơi ám nhẹ, nói chung là không được đẹp độ trắng trắng trong thì không được đẹp như con nốt chín, bởi vì nó hơi ám nhẹ nhé, ám thì ám nhẹ, thành ra để ý kỹ mới thấy được. Đấy, bán cho một người 2,4 triệu, thực ra 2,4 triệu thì cũng ngang giá mên của nốt 8. Mọi người đi thay mên nốt 8 bèo bọt cũng phải 2 triệu. Đấy, nếu mà mua được rẻ thì là 1,5 triệu, còn không bình thường đi mọi người đi thay bình thường thì nó phải 2 triệu, 2,5 triệu nhé. Đấy, em bán ngang giá mên cho mọi người dùng con này. Bản Việt 2 sim này, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, nói chung Note 8 thì em không phải giới thiệu gì nhiều rồi. Ok, con này là con A51 nhé. Con này vẫn còn bảo hành chính hãng đến mùng 10 tháng 1 2021 nhé. Con này bản Việt 2 sim bán cho mọi người là 4,5 triệu nhé. Máy còn bảo hành chính hãng thì cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều cho mọi người đâu, vì nó quá đẹp luôn rồi, không có cấn móp gì hay xước xước gì. Đó, rất là đẹp luôn, mà lưng 7 màu này, cực kỳ đẹp. Con này RAM của nó là 6GB, bộ nhớ trong là 128. Đây này. Đấy, RAM 6, bộ nhớ 128 nhá. A51. Đấy, màn hình nốt ruồi này. Nốt ruồi này, giống như kiểu Galaxy Note 10, Note 10 Plus ấy. Nó kiểu nốt ruồi như vậy. Đấy, thực ra những máy đời mới thì nó thiết kế hiện đại như vậy nên là nhìn nó rất đẹp. Còn con này A51 màu đen nhé. Con này thì bảo hành chính hãng đến 25 tháng 2 2021 này. Con này cũng bản Việt 2 sim bán cho mọi người là cũng là 4,5 triệu. Con này máy màu đen nhé. Đấy, nâng 7 màu của màu đen thì nó sẽ nổi hơn và nó ánh đẹp hơn nhé. Đấy. Nói chung là anh em nam giới dùng màu đen thì đẹp. Đấy. Viền thì cũng không phải chê gì, đẹp. Màn hình trong suốt không có chút ám ố gì. Con này cấu hình như con kia nhé. Nói chung là hai con nó đều như nhau, cũng là đều RAM 6, bộ nhớ 128 hết. Đấy, nói chung cùng một phiên bản thì nó đa số nó sẽ giống giống nhau. Nói chung có những cái máy bộ nhớ trong nó cao hơn, nhưng mà thường thì những người dùng máy tầm đấy thì 128 thì nó quá ok rồi, 4,5 triệu. Con này là Oppo Reno 3 nhé, bán cho một người là 5 triệu này. Con này máy rất là đẹp luôn, cũng chả có cấn móp gì nhiều nhé. Cho mọi người xem này. Đấy, viền rất là đẹp luôn. Oppo Reno 3 nhé. Đấy, rất là đẹp. Đây, cam đằng sau này, 4 cam này. Flash nhìn như là flash xeon luôn. Đúng. Con này à, đây em cho mọi người xem cấu hình. Con này RAM 8 nhé. Đây này. RAM đây, bộ vi xử lý là chip lõi 8 này, RAM 8GB này, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, rất là mượt mà luôn. Con này Oppo Reno 3 cực kỳ là mượt. Đấy, RAM 8, bộ nhớ 128, quá là mượt mà luôn. Con này là A720. Con này kính lưng đã thay rồi nhé. Kính lưng này kính lưng thay. Đấy, nhìn là biết rồi. Nói chung Samsung kính lưng thay nhìn là biết luôn. Con này bản Việt 2 sim bán cho mọi người là 1,8 triệu nhé. Con này viền xước nhé. Viền xước này. Đấy, viền xước này. Đấy. Nói chung là những con A720 những lần trước em bán thì viên đẹp hơn. Đấy, mọi người mà chọn trước thì được máy đẹp hơn, nhưng mà con này em không thể bán rẻ hơn được, bởi vì là em nhập một lô nó giá như nhau nên là em phải bán giá bằng nhau thôi. Đấy, nói chung là viền con này chấp nhận được. Màn đẹp nhé, màn thì rất là đẹp luôn. Thực ra giá 1,8 triệu là em bán giá ngang giá màn hình luôn nhé. Mọi người giờ cứ đi hỏi thay xem giá màn hình của A720. Nếu mà rẻ hơn được cái giá máy em bán thì nói chung là cũng hiếm. Có những chỗ bán rẻ hơn, nói chung là nó rẻ hơn không nhiều, ít nhất thì nó cũng phải 1,4 triệu, 1,5 triệu. Đấy, đấy là cái màn hình của nó. Còn nó không bình thường thì mọi người cũng phải đi thay 1,7 triệu, 1,8 triệu. Đấy, em khẳng định luôn là cái giá màn hình của con A720 này mà mua còn không có luôn đấy chứ. Thì màn hình Samsung nó rất là đắt, chỉ có chính hãng có thôi, chứ Trung Quốc các thứ là màn hình Samsung nó rất là ít luôn, bởi vì công nghệ sản xuất màn hình Samsung này chi phí nó rất là cao.
Đấy, con này RAM 3 GB, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Đây, bộ nhớ trong 32 GB nhé. Màn đẹp, không ám ố gì. Màn zin chính hãng luôn nhé. Em khẳng định là màn zin luôn. Em bán giá ngang màn hình thôi, 1 triệu 8 nhé. A720 nhé. RAM 3, bộ nhớ 32. Còn con này là con Oppo Zeno 2 full book luôn. Máy mới chưa qua sử dụng nhé. À, cho mọi người xem luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, máy màu đen này. Đấy, ánh màu xanh này. Con này, này em khởi động cho mọi người xem. Oppo Zeno 2 này. Đây phụ kiện của nó này, được tặng một ốp da của Oppo, rất là xịn sò luôn nhé. Này, tai nghe sạc cáp chưa sử dụng luôn. Đây, tai nghe này, sạc cáp này. Đấy, con này bán cho mọi người là 6 triệu nhé. Đấy, tai nghe sạc cáp, cây chọc sim này, chưa sử dụng luôn. Đấy, bán cho mọi người là giá là 6 triệu nhé. Oppo Zeno 2 này. Đây, máy này. Con này RAM của nó là 6 RAM của nó là 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB. Đây. Cho mọi người xem này. Đây là nó sử dụng con chip Qualcomm này, Snapdragon 730 này. Đấy, RAM 8 GB này. Bộ nhớ trong là 256 GB này. Đấy. Máy cấu hình rất là mượt luôn. Đấy. Con chip của Qualcomm thì chạy quá là mượt rồi. Nói chung cái chip của Qualcomm xử lý đồ họa hay là chơi game thì cực kỳ là mượt luôn. Con này cam trước của nó là cam thu thò nhé. Đây này, cam sau thì siêu đẹp, siêu nét luôn. Cam trước cam thu thò kiểu dạng vây cá mập đây này. Đấy. Vây cá mập đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, vây cá mập này. Đó. Rất là ok luôn nhé. RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 chip Qualcomm Snapdragon, quá là mượt mà luôn. Để em tắt nguồn đi, khi mọi người test máy thì nó sẽ còn pin. Ok, Zeno 2 cực kỳ là đẹp luôn. Con này vẫn còn bảo hành chính hãng khoảng 1-2 tháng nhé, nên mọi người dùng yên tâm thoải mái. Đấy, máy mới full book chưa qua sử dụng luôn, hàng chính hãng luôn nhé, chứ không phải hàng xách tay xách giếc gì đâu nhé. Đấy là những máy hôm nay em bán cho mọi người. Thì tổng kết lại con Vesmart P3 này nhé, vẫn còn bảo hành chính hãng dài hơn 1 năm nữa, đến 2022, tháng 2 2022 bán cho mọi người 7 triệu rưỡi này, 750, quên, con này bảo bán 7 triệu rưỡi, 750 này. Con S7 này bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Màu vàng này bán cho mọi người 1 triệu 7 này. Con S7 Zin này bán cho mọi người là 1 triệu 8 này. Đấy, con 1 triệu 6 kia là thay kính lưng thôi. Còn con này A50 2 triệu 9 này, A6 Plus 2 triệu này, Note 9 đốm 3 triệu 7 này, Note 9 ám 4 triệu rưỡi này, Note 9 móp tí góc 6 triệu 7 nhé. Đấy, đây, móp một tí góc nữa này, 6 triệu 7 nhé. Còn đâu không phải chê cái gì cả về con này. Máy bản Việt 2 sim luôn. Đấy. Còn con A9 20 này bán cho mọi người là 3 triệu 4 này. A71 6 triệu 2 này, vẫn còn bảo hành chính hãng này. Note 8 4 triệu 3 này. Note 8 bản Việt 2 sim 3 triệu 9 này. Note 8 đốm là 2 triệu 4 này. A51 là 4 triệu rưỡi này. A51 là 4 triệu rưỡi này, màu máy màu đen. Đấy, có màu đen, màu trắng, mọi người lấy màu nào cũng được. Nói chung là các bạn nữ thì sẽ dùng máy màu trắng, còn anh em nam giới thì dùng màu đen, nó sẽ đẹp. Đấy, Oppo Zero 3 này là 5 triệu này. A720 1 triệu 8 này. Oppo Zero 2 này là 6 triệu nhé. Đấy, máy mới full book chưa qua sử dụng, cấu hình rất là khỏe luôn. Đấy, thì mọi người lấy máy gì thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Thì giờ làm việc bên em là 8:30 sáng đến 8:30 tối nhé. Thì có gì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Thì khi làm bọn em làm việc thì bọn em sẽ check Zalo, sẽ trả lời thì nhắn cho mọi người. Thì mọi người lấy máy gì thì mọi người cứ nhắn giúp em. Thì ở đây em có ghi tình em có báo tình trạng máy và số eBay. Ví dụ như con Note 8 đốm này, eBay của nó là 566, con Note 9 đốm này,
Email của nó 566 này, bản hai sim thì em ghi số 2 ở đây này. Đấy, thì mọi người cứ ví dụ lấy con này thì mọi người chỉ cần nhắn cho em là nốt 9 đốm 3 triệu 7 là em biết máy nào rồi. Bởi vì đây có 3 con nốt 9 rồi mà. Thì con nốt 9 ám này là 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, nó có 3 mức giá khác nhau. Còn nốt 9 đẹp này nó chỉ móp một tí góc thôi. Đấy, thì là 6 triệu 7 rồi. Đấy, thì mọi người cứ nhắn cái tên máy này kèm theo cái giá máy nữa thì là em sẽ biết được máy nào. Ví dụ kể cả như S7 này nó có 3 con. Đấy, mọi người chỉ cần nhắn cái con S7 màu titan 1 triệu 6 là em biết rồi, bởi vì hai con titan thì một con triệu 6, một con triệu 8. Còn mọi người cứ nhắn vào S7 thì em sẽ không biết con S7 nào nhé. Mọi người phải nhắn rõ ra, tức là S7 giá một, ví dụ như S7 màu gold giá 1 triệu 7. Đấy, thì là em sẽ biết nhé. Đấy. Bởi vì ví dụ như lốt 8 nó cũng có 3 con thì 3 mức giá thì mọi người lấy máy nào thì nhắn cho em máy đấy. Ví dụ như là lốt 8 4 triệu 3 hay nốt 8 3 triệu 9 hay nốt 8 2 triệu 4 thì mọi người sẽ nhắn cho em là nốt 8 đốm 2 triệu 4 đấy, thì em sẽ biết còn hay không nhé. Thì có gì mọi người cứ nhắn qua số Zalo 0344 999 456 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Chào mọi người nhé.